Hello anh em, hôm nay mình sẽ làm cái bài tập về la thứ. Nhưng mà mình tập trên một sợi dây thôi. Thì mình sẽ dùng tất cả những kiến thức mà mình biết về la thứ trong những cái video mà mình làm trước một cái series về la thứ. Thì mình dồn vô mình đánh trên một sợi dây các bạn. Thì nếu mà các bạn tập thì bạn nên tập hết 6 sợi dây, nhưng mà hôm nay mình sẽ đánh được bao nhiêu sợi dây đó thì được, để cho cái video nó không có dài quá bạn ha. Thì mình bắt đầu nó như vậy nè. Mình bắt đầu mình kiếm la bạn. La thứ mà đúng không? Xong mình bấm hợp âm la thứ ngay chỗ đó. Cặp bông la thứ mà ngay chỗ đó ngay đây thì sau đó việc đầu tiên á, mình kiếm một ba năm của nó, một 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 ba của nó đâu, năm ngay đây nè, ba ngay đây, ba năm một một ba mà ha. Thì trong đó mình nhìn đây, mình thấy này ba thứ này. Mà ha, năm này này. Đấy. Sau khi mình nhìn vậy thôi, mình chỉ cần mấy giây để làm cái đó chuyện đó thôi bạn. Tại sau đó mình nói ủa vậy mình vậy thì mình muốn đánh la 7 thì mình thêm cái gì? Ha. Thì mình biết là nó đằng sau la thứ nữa nữa một một cung. Bây giờ mình đánh la 7 thôi ha. Luôn luôn mình chấm dứt cái câu của mình ở, ở la để cho mình lúc nào mình giữ cái lỗ tai mình nó nghe la nghe bạn ha. Sau khi mình làm vậy chừng 1 phút thì bạn đừng có làm gì vậy được rồi ha. Mà đó là mấy bạn mà tập mà mình giỏi rồi, mình nhớ rồi thì mình có thể bỏ qua bước này, nhưng mà mấy bạn mới đừng có nên bỏ qua. Mấy bạn mà mình đánh lâu rồi mình cũng nên tập để cho mình di chuyển cái tay mình, không mình dùng những cái kỹ thuật, ví dụ như mình tập những cái kỹ thuật đó để cho nó không có gì là hại hết mà ha. Rồi sau đó mình biết là mình nhớ luôn trong đầu mình là ok 7 rồi, thêm một nốt 7 là 4 nốt rồi, thêm một nốt nữa nó ra ngũ cung thì nốt đó là nốt nào, nốt bậc 4, kiếm bậc 4 nhưng mà bậc 3 đây thì bậc 4 ngay đây đúng không, bậc 5 đây thì 4 ngay đây không, nó không chạy đi đâu khác ấy. Bây giờ mình đánh ngũ cung nè. Nhớ là luôn luôn nha. Thì cái này tùy bạn, có nhiều thời gian thì mình đánh lâu, còn không thì mình nhiêu đó đủ rồi. Thì sau khi ngủ cung mình nói ô vậy sẵn mình đánh blue, kiếm cái nốt blue nó nằm đâu thì mình biết nốt blue nó nằm giữa 4 và 5 đúng không, thì mình đâu mình kiếm nó à. Thì trong khi trong trong cái lúc mà mình kiếm nốt blue á, mình cũng luôn luôn mình biết là nó à, thì mình kiếm luôn cái nốt nào mình có thể bend được. Bend là gì nè bạn, tại vì cái đường thùng á, mình bend một cung từ đây mình bend cho nó ra nốt này nó hơi khó, căng lắm, đau tay, thì mình kiếm cái chỗ nào bend nửa cung để mình bend cho nó vui, tại vì bend là một phần của câu cú đúng không, thì mình biết là cái hai chỗ mình có thể bend được. Gì đánh vậy? Ha, thì bên lúc mình bên mình ráng nghe chưa? À, mình bên cho nó lên đó mà cũng nửa nửa đó nó cũng sao, nhưng đừng có quá nó. Ok. Đó là mình có nãy giờ mình có được 1 3 5, mình có được hợp âm 7, mình có được ngũ cung, mình có được blue luôn trên trên một sợi dây bằng ha. Thì nó cũng rất là tốt cho mình, nếu mình không có thời gian mình làm tới đó là cũng ngon rồi ha. Thì sau đó mình nói ok bây giờ mình đánh nguyên cái âm dài là thử tự nhiên, thì mình có được 5 nốt ngũ cung, 2 nốt nữa thôi bạn ha.
Hai nốt nửa đó là nốt là si không ta? Mình thêm nốt pha cho nó si vô ha. Đó thì cái này bạn tập sau đó tập tìm á. Mình không muốn ghi ra bài tập là mình phải đánh nốt này chỗ này nốt kia khúc nào bạn. Mình bật metronome lên mình đánh đủ 4 nhịp cho nó hết câu rồi mình đánh câu nữa bạn. Dở thì mình làm lại, cái này mình phải tập từ từ. Mới đầu nó mình thấy không hay nhưng mà từ từ khi mình hoặc là tùy theo cái nhạc mình nghe, ví dụ mình nghe nhạc gì thì mình đánh nó sẽ rất tương tự như cái nhạc mà mình nghe. Tại vì cái này mình đánh từ từ cái gì mình nghĩ ra đúng không ạ? Rồi sau khi mình được cái la thứ tự nhiên rồi mình nói ồ la thứ nó có ba loại nữa, nó có cái la thứ hòa âm và la thứ giai điệu thì là thứ hòa âm nó khác nốt nào mình đánh liền trên đây bạn, mình đừng có bỏ sợi dây này vẫn trên sợi dây này. Mình nói à lý do mà nó có cái la thứ hòa âm là tại nó muốn bật bảy, nghĩa là son mình vài thăng đúng không, đừng thường son ngay đây tại nó muốn cái leading tone này các bạn ha, thì nó muốn lúc mình đánh này mình lắng nghe ha, quan trọng nhất là lắng nghe không phải là nhanh chậm. Nãy giờ mình đánh mình ráng chạy với cái nốt 7 đó để cho bạn thấy nó như thế nào ha, đến nốt 7. Khoảng cách nó làm cho nó nghe nó khác liền mà nó khó chịu nếu mình chưa quen ha. Rồi sau đó mình nói không vậy thì cái la thứ giai điệu nó thêm nốt gì thì để cho mình nhắc mình là mình nhớ luôn mà. Cái này là cách cái này dạy cho mình kêu cái này là bài tập chứ không phải là tại vì mình những cái kiến thức mình học rồi ha, thì mình nói ô nó có pha thăng, lý do nó có pha thăng để cho nó gần hơn chứ không có xa nữa. Xa quá mình à thì nó ra giai điệu thì pha thăng à, thì nếu mà bạn để ý cái nếu mà mình có pha thăng mình có son thăng không, mình có pha thăng mình có son thăng đúng không, nhưng mà đô mình không có thăng thì cái đó là giống như là âm giai la trưởng mà mình hạ bậc ba xuống nửa bước thôi rồi ha, thì nó y hệt vậy. Thì la thứ nó khác là la thứ giai điệu nó khác la trưởng có một nốt à, đó là nốt bậc ba mình chỉ hạ xuống nửa bước thôi. Cái đó mấy cái kiến thức đó mình nắm nắm đâu đâu ở trong đầu mình nó xong rồi giờ mình lấy ra mình đánh thôi mà đánh. Mình nhớ là nếu mình đánh nhạc loại hiện đại bây giờ thì mình có thể cũng được nữa không sao, nhưng mà nếu mà bạn muốn có cái âm hưởng của cổ điển á, thì lúc mình đi ngược lên mình nên đánh thứ tự nhiên thì mình tập bằng mình nói không, dụ như mình đang ở đây đó nó no. Mình muốn đánh ta ti ta ta nhưng mình nếu mình muốn đánh lên tớ ví dụ mình đánh tớ 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 bây giờ muốn xong muốn tiếp lên nữa đúng không, tìm đánh nhưng mà nếu mình muốn đánh ngược lại khi nào mà mình đánh thăng á mình có cái giống như là đà cái tendency là mình sẽ đi lên. Khi mình đánh mà nó mình không có cái thăng hai cái nốt thăng đó thì mình tự nhiên mình muốn đi ngược à. Nếu mà bạn nghe cổ điển hoài nó quen rồi đó,
Vì lúc ban đầu nó hơi khó chịu, lúc ban đầu mình phải kiếm từng nốt. Nếu mà bạn là người mới tập đó, thì mình nên đánh nha. Thì trong khi này thì mình cũng kiếm được luôn mấy cái nốt và mình có thể bend được. Tự nhiên bạn ha. Mình bend, nhiều khi mình bend để gì? Đúng rồi, ha. Ok, vậy là vậy thôi đó, mình tập được, nãy giờ mình tập được. Mình nắm được mớ rồi, mình biết ngũ cung, mình biết blue, mình biết thứ ba loại thứ rồi. Rồi mình biết mình biết cấu tạo của la thứ là nó có gì, là lá 1 3 5 của la thứ rồi. Rồi mà mình bấm trên đây luôn nha bạn. Xong rồi bây giờ mình biết là la thứ nó có 2 cái mấu, mình chơi nó luôn. Một cái mấu là nó nằm trong tông son trưởng á, là mình kêu là la dorian. Một cái mấu nó nằm ở trong pha trưởng, mình kêu là la phrygian, la thứ phrygian đó mà. Thì mình quấn trên đây luôn, là sau khi mình quấn cái này xong á, là mình sẽ xong cái bài tập này mà trên 1 sợi dây thôi. Cho nên cái này bạn cần phải làm 6 lần lặp đi lặp lại. Lý do mà làm 6 lần tại vì cái nốt la nó nằm ở những chỗ khác nhau, nhìn khác nhau, đánh khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà nó rất là đã một khi mà bạn quen cái thói quen tập này rồi ha. Thì bây giờ mình đánh cái Dorian trước, mình đánh đấy là cái pha nó thăng. Nhưng mình nhớ là nhớ 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 làm cái này mà chung thôi, mình đánh nó thành mi á nha. Mình nhớ là la nè, nhớ mà coi chừng nó đánh qua mi. Đó, nếu mà này chết liền là thành mi liền bạn, nên cẩn thận cái vụ này bạn ha. Mình nhớ cái la này, với lại mình tập ngay đó bạn. Nghe em ta ta ti ti ta ti nhớ mà được, giữ 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 cái la. Rồi sau đó mình nói đánh luôn cái mấu còn lại, đó là cái mấu mà nó là bậc ba của pha, không ạ? Mình đánh nó thì mình biết nó sẽ có nốt gì khi mình đánh phi, nó có nốt si giảm, nhớ mà nhớ nhớ rõ luôn không? Mình đánh nhưng mà bằng la, à đúng, nhớ các bạn ha, nhớ ha. Thì sau khi mình làm được hết như vậy rồi á, lúc mà bạn đánh cái mô á, bạn nên đánh như vậy, với lại đánh thiệt chậm bạn. Đúng mà. Nghe nó mới đầu mình tập này nó hơi khó chịu à. Không, nhưng mà từ từ mình sẽ quen dần với cái âm thanh đó. Mai mốt cái nếu mình làm vậy hoài, cái mai mốt có người đánh cái mình nói à Phrygian rồi. Khi mình biết Phrygian thì mình biết là những cái hợp âm mà của Phrygian nó sẽ nằm ở trong pha pha chưởng. Thì tất cả những âm pha chưởng nào mình đều có thể đánh ở trên đấy. Ví dụ như mình đang lỡ đây thì mình có quyền đánh 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 cái son 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 này, cái son thứ này bạn. Thay vì tại vì tại sao mình phải đánh đánh son thứ, tại vì cái nốt này nè, nó nốt này đánh si giảm đúng không, mình đánh rồi
mà là mình biết mình ở trong Fusion. Cũng như lúc nãy mình đánh cái Jordan, mình đánh ra là tại sao mình đánh si re này, tại vì nốt pha thăng bắt buộc mình phải đánh re trưởng này, mình không có lựa, mình không cách nào, mình không làm được cái gì khác, đúng không ạ? Thì mình đang đánh son, những cái hợp âm nào mà nó có pha ở trống thì mình phải thăng nó lên hết, đúng không? Ví dụ như trong la nó có, nói chung là mình đánh những cái hợp âm của son, đúng không? Hoặc mình có thể đánh nhưng mà lại về la thì nó ra cái Dorian thôi. Ok, mình đó là mình tập một sợi dây mà cái video là 15 phút rồi, tại vì mình nói hơi nhiều. Nếu các bạn tập thì mình từng sợi dây một mình chỉ đánh đúng một lần thôi, thì mình sẽ đánh hết được 6 sợi dây này, rất là lợi hại. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.